Xin chào các em học sinh khối 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy và các em cùng nhau nghiên cứu một nội dung mới, đó là các trường hợp đồng dạng của tam giác. Thì cũng giống như các trường hợp bằng nhau của tam giác, thì hai tam giác đồng dạng cũng có 3 trường hợp sau đây. Trường hợp đồng dạng thứ nhất là cạnh cạnh cạnh, trường hợp đồng dạng thứ hai là cạnh góc cạnh và trường hợp đồng dạng thứ ba là góc góc. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết nội dung cụ thể từ trường hợp các bạn nhé. Trước khi qua trường hợp đồng dạng thứ nhất, cạnh cạnh cạnh, thầy và các bạn cùng nhau ôn lại kiến thức cũ về tam giác đồng dạng. Thì theo phần định nghĩa tam giác đồng dạng mà chúng ta đã biết ở bài học trước, thì tam giác A phẩy B phẩy C phẩy gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu nó thỏa mãn ba yếu tố về góc bằng nhau và ba yếu tố về cạnh tỷ lệ với nhau. Thì lúc này tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với tam giác ABC và được ký hiệu như trên màn hình các bạn thấy. Và thầy nhấn mạnh lưu ý các bạn chỗ này, khi viết ký hiệu hai tam giác đồng dạng, các bạn nhớ viết đúng theo thứ tự các cặp đỉnh tương ứng. Và từ ký hiệu hai tam giác đồng dạng, các bạn có thể suy ra được tỷ số các cạnh tương ứng một cách dễ dàng. Và tỷ số các cạnh tương ứng này người ta quy ước nó bằng một hằng số k, hằng số này được gọi là tỷ số đồng dạng. Vậy thì các bạn thấy cũng như hai tam giác bằng nhau, việc sử dụng định nghĩa chứng minh hai tam giác bằng nhau nó sẽ rất là dài và tốn thời gian. Các bạn thông thường sẽ sử dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh hai tam giác bằng nhau. Tương tự như vậy, ở tam giác đồng dạng chúng ta cũng không sử dụng định nghĩa để chứng minh hai tam giác đồng dạng mà chúng ta sử dụng các trường hợp đồng dạng của nó để chứng minh. Sau đây chúng ta sẽ vào trường hợp đồng dạng thứ nhất. Trường hợp cạnh cạnh cạnh. Thì ở trường hợp này chúng ta có một định lý nằm ở sách giáo khoa trang 73. Định lý này được phát biểu như sau: nếu ba cạnh của tam giác này tỷ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau. Thầy sẽ tóm tắt định lý này dưới dạng giả thuyết và kết luận. Các bạn quan sát trên màn hình, chúng ta đang có hai tam giác A phẩy B phẩy C phẩy và tam giác ABC. Nếu ba cạnh của tam giác A phẩy B phẩy C phẩy lần lượt là A phẩy B phẩy, B phẩy C phẩy và C phẩy A phẩy tỷ lệ với ba cạnh của tam giác ABC lần lượt là AB, BC và CA, thì lúc này chúng ta sẽ suy được tam giác ABC đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Chúng ta sang một ví dụ để nắm rõ hơn về phần định lý này. Ở bài tập 1 này, các bạn quan sát trên màn hình, người ta cho mình hình vẽ và người ta đặt ra một câu hỏi như sau: liệu rằng tam giác A phẩy B phẩy C phẩy có đồng dạng với tam giác ABC hay không? Giải thích vì sao? Thì ở đây để áp dụng định lý, chúng ta sẽ lập tỷ số ba cạnh của tam giác ABC với ba cạnh của tam giác A phẩy B phẩy C phẩy. Vậy thì lập như thế nào cho chính xác? Thì các bạn lưu ý sau đây. Thứ nhất, ở tam giác ABC và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy, chúng ta chọn các cặp cạnh theo thứ tự như sau. Thứ nhất là cặp cạnh có độ dài ngắn nhất trong hai tam giác này. Tiếp theo là cặp cạnh có độ dài dài nhất và cuối cùng là cặp cạnh còn lại. Ở đây, thầy xét tam giác ABC và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy thì dễ dàng nhận thấy rằng trong hai tam giác này, đối với tam giác ABC thì cạnh ngắn nhất là cạnh AB. Và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy cạnh ngắn nhất sẽ là cạnh A phẩy B phẩy. Thầy lập tỷ số hai cạnh này trước. Thầy được tỷ số này bằng 2. Tiếp theo, cặp cạnh có độ dài dài nhất trong hai tam giác này là đối với tam giác ABC là cạnh BC. Tam giác A phẩy B phẩy C phẩy là cạnh B phẩy C phẩy. Thầy lập tiếp tỷ số thứ hai cũng được một tỷ số bằng 2. Và cuối cùng là cặp cạnh còn lại, hiển nhiên là cạnh AC và cạnh A phẩy C phẩy cũng bằng 2. Từ đó thầy suy được 3 tỷ số này bằng nhau và cùng bằng 2. Vậy thì theo như định lý, ba cạnh của tam giác ABC tỷ lệ với ba cạnh của tam giác A phẩy B phẩy C phẩy. Lúc này chúng ta có thể kết luận được tam giác ABC đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy theo trường hợp thứ nhất là cạnh cạnh cạnh.
Thông qua bài tập 1, chúng ta có thể thấy được rằng để chứng minh hai tam giác đồng dạng với nhau, ta chỉ cần đi tìm ba yếu tố về cạnh tỷ lệ với nhau là đủ điều kiện để kết luận hai tam giác đó đồng dạng mà không cần đi tìm thêm ba yếu tố về góc bằng nhau. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ sang trường hợp đồng dạng thứ hai là trường hợp cạnh góc cạnh. Ở trường hợp này, chúng ta có một định lý nằm ở sách giáo khoa trang 75. Định lý được phát biểu như sau. Nếu hai cạnh của tam giác này tỷ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng. Chúng ta tóm tắt định lý này dưới dạng giả thuyết và kết luận như sau. Các bạn quan sát trên màn hình, thầy có tam giác A'B'C' và tam giác ABC. Nếu hai cạnh A'B'A'C' của tam giác A'B'C' tỷ lệ với hai cạnh AB và AC của tam giác ABC và cặp góc AA' được tạo bởi các cặp cạnh lần lượt là A'B'A'C' AB và AC của hai tam giác ABC và tam giác A'B'C' bằng nhau. Các bạn quan sát trên màn hình thì chúng ta đủ điều kiện để kết luận tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo trường hợp cạnh góc cạnh. Và các bạn lưu ý một điều chỗ này, cặp góc bằng nhau phải nằm xen giữa cặp cạnh tỷ lệ với nhau. Giống như trường hợp hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh thì cặp góc bằng nhau phải nằm xen giữa hai cặp cạnh bằng nhau. Chúng ta sang một phần bài tập để củng cố nội dung của định lý này. Chúng ta vào bài tập số 2. Các bạn quan sát trên màn hình. Ở bài tập này, người ta hỏi mình hai tam giác ABC và DF có đồng dạng không? Vì sao? Thì để áp dụng được định lý vào bài tập này, các bạn lưu ý giùm thầy. Thứ nhất, chúng ta đi tìm cặp góc bằng nhau của hai tam giác này và dễ dàng nhận thấy là góc A bằng với góc D. Để từ đó, chúng ta có thể suy ra được tỷ số của các cặp cạnh tạo ra cặp góc này. Đối với góc A, thì cặp cạnh tạo ra góc A là AB và AC. Đối với góc D, thì cặp cạnh tạo ra là cạnh DE và cạnh DF. Vậy thì để lập tỷ số các cặp cạnh này như thế nào cho đúng? Cũng giống như trường hợp đồng dạng cạnh cạnh cạnh, chúng ta sẽ lập tỷ số theo phương án cạnh ngắn đi với cạnh ngắn, cạnh dài đi với cạnh dài. Vậy đầu tiên, thầy xét tam giác ABC và tam giác DF có. Thầy lập tỷ số cạnh AC với cạnh DF. Tỷ số thứ hai là AB và DE. Và thầy thấy rằng hai tỷ số này cùng bằng 1/2. Điều đó có thể suy ra được cạnh AB và AC của tam giác ABC tỷ lệ với cạnh DE và DF của tam giác DF. Do góc A bằng góc D cùng bằng 60 độ. Vậy từ hai yếu tố này chúng ta có thể suy ra được tam giác ABC đồng dạng với tam giác DF theo trường hợp cạnh góc cạnh. Vậy thông qua ví dụ này chúng ta lại thấy được để chứng minh hai tam giác đồng dạng với nhau thì ngoài hai yếu tố về cạnh tỷ lệ với nhau thì cặp góc được tạo bởi hai cặp cạnh tỷ lệ này bằng nhau là đủ điều kiện để chúng ta suy được hai tam giác đồng dạng với nhau. Chúng ta sang trường hợp cuối cùng. Trường hợp đồng dạng thứ ba, góc góc, thì ở trường hợp này cực kỳ đơn giản. Hai tam giác chỉ cần có hai yếu tố về góc bằng nhau là đủ điều kiện để chúng ta kết luận ngay hai tam giác này đồng dạng. Chúng ta có một cái định lý ở sách giáo khoa trang 78 được phát biểu như sau. Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau. Và thầy xin tóm tắt nó dưới dạng giả thuyết và kết luận như sau. Cho tam giác ABC và tam giác A'B'C' có.
Thứ nhất, nếu thầy có gặp góc A bằng A phẩy, B bằng B phẩy hay A bằng A phẩy, C bằng C phẩy hay B bằng B phẩy, C bằng C phẩy là thầy đủ điều kiện kết luận hai tam giác này đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc. Vậy thì các bạn thấy qua ba trường hợp đồng dạng. Trường hợp thứ nhất, đồng dạng cạnh cạnh cạnh. Trường hợp thứ hai, đồng dạng cạnh góc cạnh. Trường hợp thứ ba, đồng dạng góc góc. Thì trong ba trường hợp này, khi các bạn làm bài tập, các bạn lưu ý giùm thầy một điều. Chúng ta ưu tiên trường hợp thứ ba trước. Tức là khi chúng ta chứng minh hai tam giác đồng dạng, công việc đầu tiên của các bạn là phải đi tìm một cặp góc bằng nhau. Tiếp theo đó, ưu tiên trường hợp thứ ba là các bạn sẽ đi tìm thêm một cặp góc bằng nhau nữa. Nếu không tìm được cặp góc bằng nhau thứ hai, chúng ta mới sang trường hợp đồng dạng thứ hai là cạnh góc cạnh. Với điều kiện cặp cạnh tỷ lệ các bạn tìm phải tạo ra cặp góc bằng nhau mà các bạn đã tìm được. Và trường hợp thứ nhất, cạnh 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 thông thường chúng ta rất ít dùng. Vậy các bạn lưu ý, trong ba trường hợp đồng dạng, thứ tự ưu tiên là góc góc, sau đó là trường hợp cạnh góc cạnh, và trường hợp cuối cùng là cạnh cạnh cạnh. Và điều kiện tiên quyết để làm bài tập chứng minh hai tam giác đồng dạng, các bạn lưu ý, góc là được ưu tiên số 1. Phần bài tập về nhà là phần bài tập được đính kèm trên web. Các bạn nhớ về xem và làm giúp thầy. Lưu ý nộp lại cho giáo viên bộ môn vào cuối tuần qua mail các bạn nhé. Thân ái chào các bạn. Hẹn các bạn một dịp khác.